Hai chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Tả Cho Com. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho anh em cái chuyên mục bên trong cái gì ha, là cái sản phẩm này mình bung theo cái yêu cầu của một anh em trên cái kênh của mình. Thì bây giờ mình sẽ bung cái sản phẩm đó là đèn LED xăng giường năng lượng mặt trời ra để cho anh em có thể tham khảo nội thất bên trong nó có gì ha. Cái sản phẩm này thì cái mình mua đâu đó giá tầm khoảng 24 ngàn, thì mình cũng đã có cái video đánh giá chi tiết rồi. Anh em có thể xem cái video đánh giá chi tiết lại bên cái góc màn hình bên tay phải ha. Thì để mở được cái sản phẩm này ra thì nó cũng vô cùng đơn giản thôi. Đầu tiên là anh em phải dặn cái này ra ha. Và anh em để ý ở dưới đây nó có hai con ốc cố định nè. Đó, hai con ốc cố định. Bây giờ chúng ta chỉ cần mở hai con ốc cố định nó ra là chúng ta có thể lấy được những cái linh kiện bên trong ra ha. Khi mà để mở được thì chúng ta phải lựa cái đầu vít á, nó tương thích ha. Và chúng ta sẽ mở ra. Khi mà mở được hai cái vít ra rồi thì anh em chỉ cần nhắc cái sản phẩm này ra ha, bằng cách là dùng cây hay là dùng cái nại gì không biết, anh em cứ nại cái sản phẩm này lên ha. Đó, nại lấy lên. Bên trong của nó thì nó có vô cùng đơn giản thôi, nó không có gì hết. Bây giờ mình sẽ tháo hết những cái bộ phận của sản phẩm này ra luôn. Đây là bên trong những gì mà cái đèn LED năng lượng mặt trời có ha. Thì đầu tiên thì nó sẽ có một cái viên pin nhỏ như thế này ha. Cái viên pin này thì mình thấy nó là 1.2V và 600mAh. Cái viên pin này thì anh em có thể sử dụng, họ gọi là cái pin tiểu á anh em. Đây pin 3, nhưng mà pin 3 này là 3 sạc được nha, chứ không phải là pin sạc không được nha. Nên khi mà anh em sử dụng thì cái sản phẩm pin này lúc mà để ngoài nắng á, thì cái năng lượng mặt trời nó sẽ sạc cho cái pin này ha. Dung lượng là 600mAh ha. Ở trên đây thì nó sẽ có một cái pin năng lượng mặt trời, thì họ đã dán, họ bắn silicon hết trơn rồi. Nên cái này nó cũng sẽ bảo đảm cho anh em sử dụng trong một thời gian dài á, thì nó sẽ giúp cho cái pin năng lượng mặt trời này chống nước ha. Thì ở đây nè, cái tấm pin của nó ở dưới đây nó bắn silicon đó ha. Nó bắn hết luôn để cho nó chống nước. Trên cái bảng mạch này ha, thì nó sẽ có những cái con tụ, những con chip ha, giúp cho cái tấm pin năng lượng mặt trời này có thể sạc pin cho cái cục pin này, để giúp nó tích điện khi mà có trời nắng ha anh em ha. Cấu tạo nó vô cùng đơn giản, chỉ gồm có một cái bóng đèn, một cái viên pin nhỏ như thế này, và một cái tấm pin năng lượng mặt trời, cũng giống như là có một cái bo mạch nhỏ ha, hai cái đầu gắn pin vô. Nó rất là đơn giản luôn, nhưng mà giúp anh em nó sử dụng được trong cái những cái sân vườn, nó giúp chiếu sáng và nó giúp cái không gian của anh em nó đẹp hơn ha. Đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mình cùng anh em gáp lại cái sản phẩm này ha. Cách gáp thì nó cũng dễ. Anh em cứ xác định được cái vị trí ở đây nè. Cái mặt này nó có để cộng trừ này ha. Chúng ta lắp cho nó vô cộng trừ ha. Vậy là xong rồi đó anh em, mình đã lắp xong cái mà đã đèn cái pin năng lượng mặt trời này. Cách lắp, cách mở cái sản phẩm này thì nó cũng vô cùng đơn giản đó ha. Cách hoạt động của nó cũng khá là đơn giản, nó chỉ có những cái linh kiện đơn giản như vậy thôi. Những cái linh kiện này anh em có thể nâng cấp và thay thế. Nếu mà anh em muốn chế một cái sản phẩm tương tự thì anh em cũng có thể dựa theo cái linh kiện này để anh em chế ha. Đó, rất là đơn giản, chỉ cần gắn như vậy thôi. Sản phẩm này hỗ trợ chống nước hoàn toàn nha anh em, nên cái việc mà anh em sử dụng thì nó sẽ mang đến cho cái không gian sống nhà anh em nó lung linh hơn và nó đẹp hơn khá là nhiều. Thì về phần link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà anh em cảm thấy cái video này hay nè, cũng giống như là hữu ích cho anh em á, thì bấm vào like, share, cũng giống như là subscribe kênh tachoba.com của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.